Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Khánh Vinh, giáo viên ngữ văn trường trung học cơ sở Hoàng Diệu. Ngày hôm nay, cô rất vui được gặp các em trong chương trình dạy học trực tuyến môn ngữ văn lớp 8 do Phòng Giáo dục quận Tân Phú tổ chức. Cô hy vọng rằng buổi học hôm nay sẽ giúp các em nắm vững được nội dung kiến thức trọng tâm của bài học. Nào, các em hãy chuẩn bị cho mình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 2, vở, bút để tham gia buổi học ngày hôm nay nhé. Các em thân mến, trong cuộc đời làm cách mạng gian khổ của mình, Bác có 14 tháng bị giam cầm trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch. 14 tháng tê tái gông cùm ấy, người đã để lại cho chúng ta một tập thơ nhật ký trong tù giá trị. Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết về tập thơ này: "Còn đọc trăm bài trăm ý đẹp, ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh, vần thơ của Bác vần thơ thép, mà vẫn mê mông Bác ngát tình." Với chủ đề tìm hiểu tác giả tác phẩm Hồ Chí Minh trong chương trình ngữ văn lớp 8 học kỳ 2, có hai tác phẩm tiêu biểu thể hiện vẻ đẹp trong phong cách sáng tác và tâm hồn thơ của Bác. Hôm thứ Năm vừa rồi, thầy Hồng Khang đã hướng dẫn các em bài Tất cảnh Bác Bó. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài thơ Ngắm Trăng trong tập thơ Nhật ký trong tù của Người để thấy rõ hơn chất phép và chất tình của một hồn thơ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến với bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng hướng đến những mục tiêu cụ thể như sau. Mục tiêu thứ nhất, về kiến thức, các em cần nhận biết được thể loại, ý nghĩa tư tưởng, chủ đề yêu thiên nhiên, phong thái ung dung, lạc quan, bản lĩnh cách mạng của người chiến sĩ Hồ Chí Minh trong thời gian bị giam cầm trong nhà ngục của Tưởng Giới Thạch, cũng như sức truyền cảm nghệ thuật của bài thơ. Mục tiêu thứ hai, về kỹ năng, các em cần khái quát, phân tích được nội dung và nghệ thuật, hình ảnh, biểu tượng, tứ thơ của bài thơ, và hơn nữa là so sánh được bản dịch thơ so với bản phiên âm nguyên tác. Bởi vì khác với Tất cảnh Bác Bó, bài thơ ngày hôm nay các em học được Bác viết bằng chữ Hán, nên các em đọc kỹ phiên âm, so sánh được với bản dịch thơ sẽ giúp các em tránh ngộ nhận. Đồng thời, việc nắm vững nguyên tác sẽ giúp các em mở rộng vốn từ Hán Việt của mình. Cuối cùng là mục tiêu về mặt thái độ. Sau bài học, cô mong các em học tập lòng yêu thiên nhiên, bản lĩnh vượt khó, tinh thần lạc quan làm chủ hoàn cảnh của Bác Hồ. Trước tiên, chúng ta sẽ đi vào phần đọc hiểu chú thích. Về tác giả Hồ Chí Minh, các em đã tìm hiểu trong bài học Tất cảnh Bác Bó. Nay cô xin nhắc lại vài ý chính đôi nét về tác giả. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 và mất năm 1969. Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, quê quán của người ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cuộc đời của người gắn liền với con đường hoạt động cách mạng. Người đồng thời là nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ lớn, nhà cách mạng của dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, người là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, là người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Nhật ký trong tù ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Vào tháng 8 năm 1942, từ Cao Bằng, Bác bí mật lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Nhưng khi đến huyện Túc Vinh, Quảng Tây thì Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch vô cớ bắt giam, bị đề ải cực khổ. Trong hơn một năm, từ ngày 29 tháng 8 năm 1942 đến ngày 10 tháng 9 năm 1943, Bác bị giải qua nhiều nhà lao khắp hơn 13 huyện của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Và trong thời gian này, Bác đã viết nhật ký trong tù gồm 133 bài thơ bằng chữ Hán. Nhìn vào lai, các em có thể thấy tập thơ nhật ký trong tù là một quyển sổ tay nhỏ, bìa vẽ hai tay bị xiềng xích đang giơ cao, hai bàn tay nắm chặt, ghi chữ Ngục Trung Nhật Ký, có nghĩa nhật ký trong tù, kèm theo bốn câu đề từ: thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Từ năm 1960, tác phẩm này được dịch ra tiếng Việt, đến nay đã được dịch sang hơn 25 thứ tiếng. Nhật ký trong tù là những sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích giúp người khuây khỏa, nhưng lại trở thành bức chân dung tự họa về tinh thần và tâm hồn của người. Một người tù vĩ đại có ý chí phi thường,
cùng tâm hồn cao đẹp bất khuất. Các tác phẩm trong Nhật ký trong tù có giá trị lớn với nền văn học nước nhà. Đây được xem là viên ngọc quý của văn học Việt Nam. Có lẽ bởi chính giá trị lớn lao này của tác phẩm mà ngày 1 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định công nhận Nhật ký trong tù là bảo vật quốc gia. Các em thân mến, bài thơ Ngắm Trăng là bài thơ số 20 trong tập Nhật ký trong tù, tập nhật ký bằng thơ ghi lại cuộc sống và những tâm tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian người bị giam cầm đày đọa tại nhà tù Tưởng Giới Thạnh. Các em dễ dàng nhận ra bài thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 chữ. Chữ cuối của câu 1, 2, 4 sẽ hiệp vần với nhau. Đây là một thể thơ rất quen thuộc mà các em đã được học. Đó chính là thể thất ngôn tứ tuyệt đường luật. Chỉ với 28 chữ xúc tích, cô đọc biết bao về bức chân dung, tâm hồn người chiến sĩ cộng sản. Bố cục bài thơ có thể chia thành hai phần. Hai câu đầu nói về hoàn cảnh ngắm trăng của bác. Hoàn cảnh ngắm trăng thật đặc biệt mà chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong phần đọc hiểu văn bản. Hai câu sau lại nói về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, và cụ thể là sự giao hòa giữa thi sĩ chiến sĩ với vần trăng. Các em thân mến, nhằm giúp các em dễ theo dõi và nắm được ý chính của bài, phục vụ cho việc viết đọc văn như cảm nghĩ về câu thơ, văn bản, nên khi nào các em thấy like có biểu tượng cây viết giống như vậy thì các em sẽ ghi bài giùm cô nhé. Quay trở lại với phần đọc và tìm hiểu chung, cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc và chú thích bài thơ này. Đây là bước chúng ta phải làm rất kỹ, rất cẩn thận trước khi đi vào phần đọc hiểu văn bản. Cô lưu ý 3 bước quan trọng của việc đọc chú thích văn bản. Bước 1, các em đọc đủ phiên âm, dịch thơ. Bước 2, đọc kỹ, nhớ được phần dịch nghĩa, giải nghĩa chữ Hán. Bước 3, hãy chú ý nhịp ở những câu có đăng đối, điệp ngữ. Ở trong bài học này, cô sẽ giúp các em đọc hiểu văn bản với định hướng như sau. Chúng ta sẽ từ việc đọc khám phá hiện thực được phản ánh trong thơ để hiểu được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình, đó chính là tác giả người tù cách mạng Hồ Chí Minh. Các em hãy theo dõi bài thơ Ngắm Trăng ở sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 2 trang 37. Phần trăng và thiên nhân từ lâu đã có mối quan hệ tương giao khăng khít. Hình như tất cả những ai có vinh dự được mang danh thi sĩ đều ít nhiều dành vị trí cho trăng trong sáng tác của mình. Dịu dàng, thanh khiết và tự do, trăng đã bao lần nghiêng mình soi bóng xuống trang thơ của Kim Đông Tây. Từ Lý Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, rồi sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần đón trăng như đón một cố nhân. Các nhà thơ xưa thường mở rộng hồn mình đón trăng lúc thanh nhàn thư thái, viết về trăng như tìm về với mạch nguồn truyền thống, nhưng Hồ Chí Minh lại thưởng ngoạn nó trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Ấy là khi nhận được tin thắng trận từ Liên Khu Bảo Vệ. Trăng vào cửa sổ đồi thơ, Việt quân đang bận xin chờ hôm sau, chuông lầu chợt tỉnh giấc thu, ấy tin thắng trận Liên Khu Bảo Vệ. Sau khi đàm quân sự trên dòng sông Xuân Bát Ngát, trong bài thơ Rằm Tháng Giêng, rằm xuân lòng lòng trăng sôi, sông Xuân nước lững màu trời thiên xuân, giữa dòng bàn bạc Việt quân, khuya về Bát Ngát trăng ngưng đầy thuyền. Và đặc biệt nhất, người vọng nguyệt, ngay cả khi thân thể ở trong lao, bị gông cùng xiềng xích, cái độc đáo đầu tiên người đọc có thể nhận ra ở bài thơ Ngắm Trăng là điều đó. Chúng ta hãy cùng đọc bài thơ này các em nhé. Phiên âm vọng nguyệt, ngục trung vô tủ diệt vô hoa, đối thử lương tiêu nại nhược hà, nhưng hướng sông tiền khảm minh nguyệt, nguyệt tòng sông kích khảm thi gia. Dịch nghĩa, trong tù không rượu cũng không hoa, trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào. Người hướng ra trước sông ngắm trăng sáng, từ ngoài khe cửa trăng ngắm nhà thơ. Dịch thơ, bản dịch của Nam Trưng, ngắm trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Trước hết, nhan đề vọng nguyệt
nghĩa là ngắm trăng, gợi nhắc cho chúng ta một đề tài khá phổ biến trong thơ xưa. Các em đã từng biết đến trong bài thơ Tỉnh Giả Tứ của Lý Bạch đời Đường đã được học ở lớp 7. Trăng cũng là một thi liệu cổ điển. Thứ hai, tư vọng. Trong nhan đề này, các em cần hiểu ở đây không chỉ là nhìn, ngắm trăng, vọng còn là một tâm thế, là nỗi lòng hướng đến, là ngóng trông, mong đợi. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm, chúng ta qua phần đọc hiểu văn bản. Trước hết, trong câu thơ đầu tiên, trong tù không rượu cũng không hoa, các em hãy thử suy nghĩ và tìm ra cho cô xem hoàn cảnh ngắm trăng đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là gì. Và hoàn cảnh ngắm trăng ấy được thể hiện qua những từ ngữ, những hình ảnh như thế nào? Chúng ta có thể thấy được rằng Bác đã ngắm trăng trong hoàn cảnh đặc biệt. Điều đó được thể hiện qua từ trong tù. Điệp từ không lặp đi lặp lại, nhấn mạnh tình thế phỏng nguyệt. Người thử nguyệt ở đây đang bị cầm tù, tay bị xích, chân bị cùm, thân thể bị đò đầy lạnh lẽo trong một điều kiện thiếu thốn một cách triệt để. Nếu đọc thêm các bài khác trong nhật ký trong tù, các em cũng có thể biết rằng tù nhân phải sống cuộc sống phi nhân loại sinh hoạt, nghĩa là sống khác loài người. Cuộc sống thiếu thốn đó là hiển nhiên, vì đó là nhà tù. Vậy tại sao lại xuất hiện từ rượu và hoa? Liệu sự xuất hiện này có quá bất thường hay không? Bởi vì chúng ta hiểu hoàn cảnh ở đây là nhà tù. Trong ngục làm sao có đủ tiện nghi, điều kiện để sống một cuộc sống bình thường nữa là rượu và hoa. Đến đây, chúng ta cần hiểu văn hóa của thi nhân xưa. Khi tâm hồn thảnh thơi, thư thái, gặp đêm trăng đẹp, họ thường mang rượu ra uống trước hoa để thưởng trăng. Nguyễn Trãi từng uống rượu dưới trăng mà tưởng như uống cả những giọt trăng ngọn liền. Điềm Thanh hớp nguyệt yên chén, hay Nguyễn Du say sưa với cái thú khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Vì vậy, việc nhắc đến rượu và hoa là cách nói khôi hài về bản lĩnh của người tù trong khốn khó nhưng vẫn mưu cầu thưởng thức cái đẹp. Như thế, trong câu thơ thứ nhất, trong tù không rượu cũng không hoa, ta thấy được hoàn cảnh ngắm trăng thật đặc biệt của Bác, đó là hoàn cảnh tù ngục thiếu thốn. Hoàn cảnh này đã tạo nên một tâm thế hoàn toàn trái ngược và bất ngờ trong câu thơ thứ hai. Các em hãy thử suy nghĩ và chỉ ra cho cô xem trong câu cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, tâm trạng của người tù cách mạng ở đây đó là gì? Tâm trạng của người tù cách mạng trong câu thơ thứ hai, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, là nỗi băn khoăn rất nên thơ, ấp ấp tình tứ rạo rực muốn giải bày. Các em lưu ý, trong phần nguyên tác, Bác dùng từ nại nhược hà. Nại nhược hà nghĩa là biết làm thế nào? Xét về mục đích nói, đó là câu nghi vấn mà các em vừa mới học ở đầu học kỳ 2 này. Nhưng lời tự hỏi nại nhược hà dường như không phải chỉ để hỏi bản thân, mà còn bộc lộ tâm trạng bối rối, xuống sang, xao xuyến của Bác trước cảnh đẹp, đêm trăng. Đó là cái bối rối, cái băn khoăn đầy chất nghệ sĩ của một tâm hồn gắn bó, trân trọng và yêu thiết tha cái đẹp. So sánh với cách dịch, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, thì có lẽ bản dịch đã giảm đi phần nhiều sắc thái biểu cảm và cả ý nghĩa của câu thơ so với nguyên tác. Đến đây, chúng ta có thể hiểu được phần nào vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình, tác giả Hồ Chí Minh. Đó là một tâm hồn nhạy cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên, là một sự rung động mãnh liệt đầy chất nghệ sĩ. Người tù càng bối rối, xao xuyến, càng khó hững hờ thì các càng thấy được tình yêu thiên nhiên và sự hài hòa mong ngóng hòa hợp với thiên nhiên của Bác. Dường như nhân vật trữ tình ở đây không hề vướng bận về vật chất, nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là một người tù hoàn toàn tự do, ung dung yêu đời. Các em chép lại nội dung phần 1, hai câu thơ đầu hoàn cảnh ngắm trăng của Bác mình vừa mới học nhé. Nhà tù Tửng Giới Thạch có thể trói buộc Bác, giam cầm Bác, nhưng làm sao có thể kìm hãm được tình yêu đối với thiên nhiên vẫn luôn trực trào trong tâm hồn của Bác. Và người đã vượt qua tất cả để được thả hồn cùng ánh trăng dịu hiền. Những rung động tự nhiên của người tù dẫn tới sự giao hòa cũng rất tự nhiên giữa con người và thiên nhiên trong hai câu thơ cuối cùng. Nhưng hướng sông Tiền khám minh nguyệt, nguyệt tộc sông khích khám thi gia. Nếu không có hai câu thơ trước đó với cảnh tù đầy thiếu thốn, có lẽ người đọc đã nhầm tưởng đây là buổi ngắm trăng của một tao nhân mặc khách. Chúng ta sẽ dễ nhận ra rằng cấu trúc đối trong hai câu này. Nhưng đối với Nguyệt, sông Tiền đối với sông Khích, minh Nguyệt đối với Thi Gia.
đối là đặc sản của đường thi. Và trong trường hợp này, cấu trúc đối về mặt cú pháp tạo ra ý nghĩa gợi mở. Điểm từ kháng cũng xuất hiện trong hai câu thơ. Kháng có nghĩa là nhìn với khoảng cách gần, đồng thời cách sắp xếp nhưng song nguyệt có lẽ đầy dụng ý của tác giả. Rằng với người cùng ngắm nhau có một khung cửa hẹp song khích song tiền, đó là tấm rào sắt của nhà Lào. Từ song đặt ở giữa người và trăng trong hai câu thơ như là sự ngăn cách thô bạo giữa người tù và đêm trăng. Điều đặc biệt là câu thơ tuyệt nhiên không hề gợn lên một chút cảm giác bị rẽ chia ngăn cách. Mặc cho song sắt của nhà tù, người vẫn thả hồn mình tìm đến giao hòa với vầng trăng. Vầng trăng cũng vượt qua song sắt để tìm đến ngắm nhà thơ. Người ung dung tự tại hướng ra bên ngoài song cửa để khán minh nguyệt. Dường như đây là hình ảnh của Lý Bạch năm nào ngắm trăng trên núi Nga Mi, chứ không phải là một tù nhân đang bị xích xiềng đầy đỏ. Cũng ngắm trăng qua khung cửa sổ, nhưng Đỗ Phủ xưa vừa cử đầu phỏng minh nguyệt đã lại đê đầu tư cố hương, nghĩa là trăng xuất hiện để mà gợi nhớ, gợi buồn. Ở đây thì khác, Hồ Chí Minh đến với trăng trong niềm rung cảm trước thành của một tâm hồn yêu cái đẹp, và như một sự đồng thanh tương ứng, trăng hòa vào mạch cảm xúc của con người theo cái đà hứng thú, tình cảm của người tòng quay trở lại khảm thi ra. Tiếp đến trong câu thơ, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự thay đổi linh hoạt về cách sắp xếp vị trí của trăng và người. Nếu câu 3 là nhân nguyệt thì câu 4 lại chuyển thành nguyệt thi ra. Cùng với sự thay đổi về vị trí, chủ thể, thụ cảm và đối thể được nhìn ngắm cũng vận động. Người thưởng thức trăng, rồi trăng lại như một sinh thể có hồn ngắm người, đối thoại với người bằng thứ âm thanh đặc biệt của tình tri kỷ. Người tìm trăng và trăng tìm người, trăng như có tâm hồn và niềm đồng cảm cùng với người. Với biện pháp nhân hóa, vầng trăng được đồng nhất như một người bạn tâm giao, người tri kỷ bầu bạn với người tù. Nó không chỉ là cái đẹp để chiêm ngưỡng, mà còn là một biểu tượng của khát vọng tự do. Đến đây, mọi giới hạn về không gian hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhà lao tự giới hạn như một cái bóng hiện ra trong câu đầu, bây giờ cũng tan biến. Người tù Hồ Chí Minh thực sự đã là một cuộc vượt ngục bằng tinh thần. Đó là cái mà có lần bác đã nói, thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Ngắm trăng không chỉ là cái thú ngâm hoa vịnh nguyệt của người xưa, mà còn là cách để người tù thả tâm hồn mình theo bầu trời tự do. Phút giao cảm khiến mọi đau khổ, mọi tâm tối của ngục tù như đã biến mất. Tâm hồn người thanh thản, thăng hoa. Từ thi ra xuất hiện cho chúng ta thấy không còn khoảng cách giữa người tù và vầng trăng. Chỉ còn thấy người nghệ sĩ với tâm hồn tha thiết yêu thiên nhiên, trăng hòa với thiên nhiên. Chính tâm hồn nghệ sĩ ấy đã tạo nên một cuộc vượt ngục về tinh thần đẹp đẽ, tạo nên sự chuyển biến kỳ diệu, tù nhân hóa thành thiên nhân và phong thái ung dung thượng trăng của một nhà hiền triết phương Đông thuở nào. Như một điều tất yếu, nhưng ở câu 3 đã chuyển thành thi gia trong sự thăng hoa của cảm xúc. Thiếu rượu, thiếu hoa, những tiền đề cho một cuộc thưởng trăng, nhưng chỉ cần một tấm lòng trân trọng và đắm say cái đẹp là đã đủ tất cả. Đây chính là chất thép mà không cần phải lên giọng thép, vốn là đặc trưng của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh. Mở đầu bài thơ là ngục, kết thúc là thi gia. Thể xác bị giam cầm, nhưng tâm hồn yêu thiên nhiên và tinh thần thép không bị khuất phục. Song sắc nhà tù trở nên vô nghĩa và bất lực trước những tâm hồn tri kỷ tìm đến nhau. Có lẽ sự tự do và lý trí đã tạo nên sự bình đẳng tự do giữa con người và thiên nhiên. Qua đây, chúng ta cũng nhận ra vẻ đẹp sâu sắc của tâm hồn tác giả. Đó là một con người giàu nghị lực, lạc quan, ung dung tự tại, với khát vọng tự do cao cả, từ bóng tối luôn luôn hướng về ánh sáng. Giáo sư Hà Minh Đức nhận xét rằng, trăng là biểu tượng cho cái đẹp, cho ánh sáng đối lập với cảnh tù đầy tăm tối. Ánh trăng trong đêm vọng kia đâu chỉ đơn thuần là hình ảnh của thiên nhiên tươi đẹp, mà đã vươn lên tầm khái quát và biểu tượng cho ánh sáng tự do. Vọng nguyệt cũng chính là một cách để biểu thị khát vọng tự do của người chiến sĩ cộng sản trong hoàn cảnh lao tù. Và đó cũng là biểu hiện nổi bật của tâm hồn nghệ sĩ và tinh thần chiến sĩ. Bài thơ đẹp trong sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa chất thép và chất tình, giữa chiến sĩ và nghệ sĩ. Như vậy, qua bốn câu thơ của bài Ngắm Trăng, ta đã cảm nhận được tinh thần yêu thiên nhiên của Bác Hồ thật là cao đẹp.
Qua đó, ta càng thêm ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của người lãnh tụ vĩ đại. Dù gian nan vất vả đến đâu, bác vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng về những gì tốt đẹp, tươi sáng nhất cho tương lai phía trước. Các em ghi lại nội dung phần 2, hai câu thơ cuối, sự giao hòa giữa nghệ sĩ và trăng mà chúng ta vừa học nhé. Như vậy, chúng ta vừa tìm xong 4 câu thơ trong bài thơ Ngắm trăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cô và các em sẽ đi đến tổng kết một vài nét về tác phẩm trên hai phương diện, nghệ thuật và nội dung. Về mặt nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng thể thơ thức ngôn tứ tuyệt, ngắn gọn mà hàm súc, ngôn ngữ chắc lọc và giọng điệu sảng khoái. Chính điều này đã giúp cho cảm xúc được thể hiện một cách tự nhiên, toát lên được tâm hồn tự do và lạc quan, làm chủ hoàn cảnh của người tù cách mạng. Tác giả kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Màu sắc cổ điển được thể hiện qua rất nhiều yếu tố, trước hết là ở đề tài phong huyền, qua thi liệu với những hình ảnh như rượu, hoa, trăng, qua thể thơ tứ tuyệt, cấu trúc lại có sự đăng đối với nhau, hình ảnh chủ thể trữ tình, ung dung, giao cảm đặc biệt với thiên nhiên. Và đặc biệt là màu sắc hiện đại được thể hiện ở tinh thần lạc quan, tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng. Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, hai nét này đã tạo nên một vẻ đẹp, một sự độc đáo cho bài thơ. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng biện pháp tú từ, điệp từ, phép đối xứng đối lập, được sử dụng triệt để và hài hòa, giao hòa của cả ba yếu tố là nhân, song, huyền. Chính phép nghệ thuật này đã giúp thể hiện được cuộc phục ngục về tinh thần của người tù cách mạng. Nhân và huyền đã chủ động đến với nhau như người bạn tri kỷ. Điều này đồng thời cũng cho thấy sự tự do về tâm hồn của bác. Biện pháp nhân hóa được sử dụng tinh tế, nhân hóa ánh trăng và khiến ánh trăng trở nên có linh hồn, có tâm tư như con người vậy. Một vật vô tri mà như trở nên sinh động, và cũng chỉ có người tù với tâm hồn rộng mở ấy mới có thể đến với trăng. Chính biện pháp nghệ thuật này đã thể hiện được ý chí cũng như tư tưởng của người lớn lao, dù ngục tù xiềng xích cũng không thể làm gì được. Về mặt nội dung, bài thơ Ngắm trăng đã cho ta thấy tình yêu thiên nhiên sâu sắc của bác. Bất chấp hoàn cảnh tù ngục, bất chấp sóng sắc thô bạo của nhà tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn để cho tâm hồn mình bay bổng, vẫn say sưa thưởng thức vẻ đẹp của vùng trăng sáng. Đó chính là sự giao hòa mãnh liệt với vẻ đẹp thiên nhiên, là tâm hồn luôn trân trọng và khát khao cái đẹp của người nghệ sĩ. Bài thơ cũng cho thấy sức mạnh tinh thần kỳ diệu của người chiến sĩ đã để tâm hồn mình vượt ra khỏi sóng sắc tàn bạo của nhà tù để hướng ra ngoài bầu trời tự do, nơi có vầng trăng sáng lung linh. Đó chính là một tinh thần thép, là một phong thái ung dung, một nghị lực cứng cỏi của người chiến sĩ cách mạng. Cuối cùng, để các ghi kiến thức vừa học, các em hãy chép lại phần ghi nhớ bài thơ Ngắm trăng nhé. Vừa rồi, cô đã ôm cho các em văn bản Ngắm trăng của tác giả Hồ Chí Minh. Các em học thuộc lòng phần phiên âm dịch thơ, nắm vững nội dung, nghệ thuật của bài thơ Ngắm trăng. Giáo viên bộ môn sẽ cho các em bài tập để củng cố kiến thức vừa học trên trang web của trường các em. Cô mong rằng các em nêu cao tinh thần tự giác học tập các bộ môn, để khi trở lại học tập sau kỳ nghỉ do dịch Covid này, các em sẽ không bị lãng quên kiến thức. Và các em nhớ phải luôn tuân thủ quy định của nhà nước, đừng quên phòng chống dịch cho bản thân mình và gia đình nhé. Buổi học đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào các em.